Giới thiệu với các bác, đây là hệ thống loa SB26K2 đánh qua phân tần. Vâng. Còn xanh hay tàn theo tháng ngày, giờ một mình anh lẻ bước trong sương mai, người tình còn đâu chỉ đơn đau con tim. Em đi rồi, từ đây tiếng hát cô đơn biết chia cùng ai nỗi buồn trên xứ người. Một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi, lệ tràn bờ mi thì đã quá tình thật xa. À, bây giờ mời các bác nghe vẫn tiếp, chuyển cái bài khác xem sao. Khóe mắt u hoài vì ngân thuận gió biển đông. Khi mà up lên Facebook hay là lên YouTube ý, thì nhiều bác có nói với em là Kimmer thu âm hay là Kim ghép nhạc. Cho nên là khi các bác đang nghe nhạc ý, em không muốn nói vào đâu, nhưng mà phải nói để các bác biết là đây là clip thu âm thực tế. Và rồi nhạc đang hay mà em nói vào thì nó mất đi cảm xúc. Người tình năm cũ giờ bước theo chồng, trời thì buồn mình tôi lầm lũi, đội mưa gió bước đi âm thầm, lòng vẫn nhớ gọi thầm tên em. Thank you.
mặt trời hôm ấy bỏ trốn nơi nào, và đường về trời mưa tầm tã, sợ buồn giá đến ôm vai gầy, sợ tiếng gió quyệt lời tâm tình xa bay. Làm sao biết được. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và giới thiệu với các bác, đây là bộ loa 6.3 triệu. Các bác nhé, để đánh vào cái đầu Android này, đây là bộ loa 6.3 triệu. Và nghe với chất giọng là nhạc trữ tình. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Mình tôi đưa đón ai về.